Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với bếp Hiền Đặng. Hôm nay Hiền sẽ chia sẻ cùng các bạn cách làm tàu hũ bằng nước cốt chanh. 5 năm trước Hiền có chia sẻ cách làm tàu hũ bằng giấm, nhưng hôm nay Hiền sẽ chia sẻ cách làm tàu hũ bằng nước cốt chanh nhé. Năm 500g đậu tương các bạn rửa sạch rồi ngâm từ 5 đến 6 tiếng hoặc là ngâm qua đêm. Sau khi ngâm xong, các bạn rửa sạch và loại bỏ những hạt bị hư. Các bạn có thể sử dụng máy xay sinh tố hoặc máy ép trái cây. Hôm nay Hiền sẽ chia sẻ với các bạn cách làm tàu hũ bằng máy ép trái cây. Các bạn cho đậu vào máy ép và bật máy, rồi chúng ta sẽ cho nước vào từ từ. 500g đậu tương đã ngâm nở và 6 lít nước, chia đều, xay cho đến khi nào hết nước và đậu. Phần bã đậu của máy ép đầu tiên các bạn cho lại vào máy để xay lại lần nữa nhé. Vì lúc đầu nước chưa xuống được nên phần bã đậu vẫn còn chất, chúng ta sẽ ép lại lần nữa. Còn những máy sau thì chúng ta không cần phải làm như vậy nữa. Các bạn cứ xay và ép cho đến khi hết đậu và nước nhé. Sử dụng máy ép trái cây rất là tiện lợi và không mất nhiều sức lực bằng máy xay sinh tố, vì dùng máy xay sinh tố khi xay xong thì phải ép và lọc bã. Chỉ việc cho đậu và nước vào máy để cho máy tự xay và tự ép. Các bạn nhìn này, nước sữa rất là đậm đặc. Để cho đậu được mịn thì chúng ta phải lọc lại một lần nữa. Đổ phần sữa đã ép vào một túi lọc đậu thì đậu sẽ được mềm và mịn hơn. Các bạn cứ xay và ép như vậy cho đến khi hết đậu và nước. Bã đậu có thể chế biến được rất nhiều các món ăn chay và mặn. Các bạn có thể tham khảo ở những video Hiền đã nấu và chế biến từ bã đậu nhé. Sau khi ép và lọc đậu xong thì các bạn cho lên bếp và bật lửa số lớn. Chúng ta sẽ nấu trong vòng khoảng từ 5 đến 10 phút. Khi các bạn thấy nước sữa có độ ấm thì chúng ta hạ lửa nhỏ. Trong thời gian nấu cho nước đậu sôi, thỉnh thoảng các bạn hớt bọt và quậy đều để tránh bị tình trạng cháy khét ở phần đáy. Hiền sẽ chia sẻ với các bạn hai loại vải lọc bã đậu và vải để ép đậu nhé. Đây là loại vải để lọc bã đậu. Bạn thấy không ạ? Loại vải này để lọc bã đậu thì nó sẽ dày hơn, để khi chúng ta lọc bã đậu thì bã đậu sẽ không đi ra khỏi ngoài, thì đậu sẽ được mềm và mịn hơn. Còn đây là loại vải để lúc ta ép đậu. Các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ có độ thưa hơn. Thì khi chúng ta đổ đậu vào và ép thì nước sẽ chảy ra. Có rất nhiều cách để làm cho đậu được kết tủa, nhưng Hiền sẽ giới thiệu với các bạn hai cách đơn giản và thông dụng nhất là dùng giấm và nước cốt chanh. Nếu các bạn dùng giấm, chúng ta sẽ pha 3 muỗng canh
giấm với 500ml nước và một muỗng cà phê muối. Dùng nước cốt chanh thì không cần phải pha gì hết cả. Lưu ý trong quá trình nấu, các bạn thấy bọt nổi lên thì các bạn phải hớt bọt và cho một muỗng cà phê muối, sau đó quậy đều. Khi thấy nước đậu bắt đầu sôi, các bạn hớt bọt một lần cuối và chúng ta sẽ cho nước cốt chanh để cho đậu được kết tủa. Hiền sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước cốt chanh trước và quậy đều. Đậu bắt đầu kết tủa rồi này các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Lúc này các bạn hạ lửa thật nhỏ họ để cho đậu kết tủa từ từ. Lưu ý khi đậu đã kết tủa, các bạn không nên để lửa quá lớn, chỉ để sôi lăn tăn thôi. Sau 3 phút, các bạn kiểm tra xem đậu đã kết tủa hết chưa. Nhưng các bạn nhìn nhé, nếu các bạn thấy nước đậu vẫn còn đục như thế này, chứng tỏ là đậu chưa kết tủa hết, thì chúng ta phải cho thêm nước cốt chanh. Bây giờ Hiền sẽ cho thêm một muỗng canh nước cốt chanh vào nữa nhé. Hai phút sau, Hiền lại kiểm tra xem đậu đã kết tủa hết chưa. Đậu vẫn chưa kết tủa hết các bạn ạ. Hiền lại cho thêm một muỗng canh nước cốt chanh nữa. Bây giờ Hiền sẽ kiểm tra xem đậu đã kết tủa hết chưa nhé. Bạn nhìn thấy không ạ? Bây giờ các bạn nhìn thấy nước đã trong là đậu đã kết tủa xong rồi các bạn. Chúng ta sẽ tắt bếp và chuẩn bị vớt đậu ra cuộn để ép đậu. Sau khi vớt ốc đậu xong, các bạn gói ốc đậu lại và đậy nắp, rồi dùng vật nặng khoảng từ 2 đến 3 kg để ép đậu trong vòng 5 phút. Sau 5 phút, các bạn lấy đậu ra, tránh tình trạng để quá lâu. Nếu như các bạn ép đậu quá lâu thì đậu sẽ bị cứng và khô. Bây giờ Hiền sẽ cắt để cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy đậu không được mịn đúng không ạ? Nhưng đậu không hề bị bở đâu nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Hiền có thể bẻ qua bẻ lại mà không bị bể. Đậu rất là dẻo và dai, khi chiên thì lại có độ xốp.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món đậu hũ rồi. Rất là đơn giản phải không các bạn? Hiền chúc các bạn sẽ thành công với cách làm này của Hiền và luôn ủng hộ Hiền nhé. Còn bây giờ Hiền xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn chuông đăng ký để nhận được thông tin sớm nhất, bấm like và chia sẻ ủng hộ Hiền nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye!